Vâng, lời đầu tiên xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và trong một thế giới phát triển không ngừng nghỉ, trong một thời đại 4.0 kết nối toàn cầu, thì kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Và khi mỗi người trong chúng ta bước chân vào thương trường thì đều có những ước mơ và mong muốn để đạt được thành công của riêng mình. Và ngày hôm nay cũng xin được kính chúc tất cả những ước mơ và những mong muốn của tất cả quý vị đều đạt được trong tương lai gần, đúng không ạ? Và thưa quý vị, trong bất kể một công ty, một nhà máy sản xuất nào trên thế giới này, từ Apple, từ Samsung, những tập đoàn lớn, hay từ Vingroup, hay là tập đoàn Viettel, đó đều là những công ty phát triển rất mạnh. Nhưng tất cả các công ty đó cũng xuất phát từ thành công về doanh thu. Và doanh thu ở đây thì nghiễm nhiên là phải bán hàng. Và vì vậy, bán hàng sẽ quyết định tất cả trong việc là một sản nhà xuất có thành công hay không. Và nếu như bán hàng được với số lượng lớn, doanh thu hàng năm tăng trưởng mạnh mẽ, thì đồng nghĩa rằng nhà máy đó sẽ không ngừng phát triển trong tương lai, không ngừng mở rộng và không ngừng lớn mạnh. Và đó cũng là lý do, và đó cũng là nguyên nhân sinh ra những người bán hàng của chúng ta, đúng không? Vì vậy, mỗi một cá nhân, một tổ chức tham gia vào bán hàng, phân phối hàng hóa ra thị trường thì cần rất nhiều những yếu tố. Tuy nhiên, ngày hôm nay dưới góc độ Đại Thành muốn chia sẻ với từng cá nhân, để trong mỗi chúng ta đều có những khả năng và những kỹ năng giúp cho người bán hàng trở nên thuận lợi hơn. Chúng ta có những kỹ năng xuất sắc hơn để chinh phục khách hàng trong một cái thương trường cạnh tranh như vậy, đúng không? Và ở phần trước, ở phần 1 trong chương trình nghệ thuật hùng biện, đàm phán và thuyết trình trong bán hàng đỉnh cao, tôi đã chia sẻ với quý vị 3 phần. Đó là phần 1, muốn lôi cuốn khách hàng thì phải có tài hùng biện. Và phần 2, đó là hãy giữ lời hứa trong mỗi câu nói của mình. Ở phần 3, nghệ thuật gọi đúng tên khách hàng. Vâng, đó là phần 1 trong chương trình chia sẻ nghệ thuật hùng biện, đàm phán và thuyết trình. Trong ngày hôm nay, tôi xin phép được gửi tới tất cả quý vị thêm những bí quyết nghệ thuật mà rất nhiều người thành công lớn trên thế giới đã trải nghiệm và đã thành công, và đúc kết lại. Và ngày hôm nay Đại Thành xin phép được chia sẻ lại với mọi người, nhấn mạnh lại mọi người những bí quyết đó để giúp cho tất cả chúng ta đều có cơ hội bán hàng thành công. Và hôm nay chúng ta đến với bí quyết thứ 4, đó là nghệ thuật khen ngợi khách hàng một cách chân thành và thẳng thắn. Lincoln đã từng nói, ai cũng đều thích được khen ngợi. Mỗi khi bạn nhìn thấy những việc mà khách hàng đáng được khách hàng làm, hay những gì họ đạt được và cho rằng đó là những việc đáng được khen ngợi, thì bạn nhất định phải nêu ra, đồng thời nói với họ rằng bạn rất ngưỡng mộ thành công mà họ đã đạt được. Khi khen ngợi thành công, khí chất, tài sản của khách hàng, tức là bạn đã đề cao sự khẳng định mình của anh ta, khiến anh ta càng cảm thấy đắc ý. Chỉ cần những lời khen ngợi của bạn là xuất phát từ sự chân thành,
người khác sẽ từ đó mà có được sự tự tin vào bản thân mình. Họ sẽ nảy sinh cảm tình đối với bạn. Họ sẽ càng cảm thấy hài lòng đối với bạn. Nói những lời khen đối với khách hàng ấy, cái điều này chỉ mất có vài giây thôi, nhưng lại có thể làm tăng một cách vô giới hạn cái sự thiện ý chân thành với nhau, giữa con người với nhau. Vậy thì những lời khen chân thành được chia thành rất nhiều loại, và ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị 4 cách để chúng ta khen ngợi khách hàng, làm sao cho nó có sự chân thành nhất. Vâng, 1, khen ngợi cách ăn mặc của khách hàng. 2, đó là khen ngợi con cái của khách hàng. 3, là khen ngợi hành vi của khách hàng. Và 4, đó là khen ngợi những đồ vật mà khách hàng có. Vậy khen ngợi cách ăn mặc của khách hàng, chúng ta lấy ví dụ như sau: tôi rất thích chiếc cà vạt của anh, hoặc cháu rất thích chiếc áo len cô đang mặc, trông nó thật đẹp. Đó là sự chân thành sẽ tạo được đồng cảm và chạm đến trái tim của khách hàng. Còn đối với khen ngợi con cái của khách hàng thì sao? Vâng, chúng ta có thể đưa ra một câu nói như sau: cháu nhà chị trông thật đáng yêu, hoặc con gái nhà chị thật xinh xắn. Cháu mấy tuổi rồi hả chị? Vâng, đây là những điều chúng ta quan tâm. Còn khen ngợi hành vi của khách hàng, tôi lấy ví dụ: xin lỗi đã để ông đợi lâu, ông thật kiên trì. Hoặc tôi nhìn thấy lúc chị đang kiểm tra, chị thật là một người rất là cẩn thận. Và khen ngợi những đồ vật mà khách hàng có thì ví dụ như sau: tôi rất thích chiếc ô tô của anh, nó được sản xuất năm nào? Hoặc tôi thấy anh đeo chiếc nhẫn quán quân, anh là thành viên của đội bóng phải không ạ? Và đây là những gợi ý để mọi người tham khảo trong việc khen ngợi khách hàng một cách chân thành. Vậy khen ngợi khách hàng, khen ngợi người khác, chúng ta cần phải lưu ý tránh một số điểm như sau. 1, lời khen ngợi phải có nội dung thực tế. Nếu không, khách hàng sẽ cho rằng bạn đang nhạo báng họ. Ví dụ: anh thật là vĩ đại. Câu nói này nghe chút gì đó thật là mỉa mai, đúng không ạ? Bởi vì nói đến từ vĩ đại là rất lớn. Điều kiện để thật sự vĩ đại là rất khó, đúng không ạ? Và cái điều này nó không thực tế đối với khách hàng, dẫn đến phản cảm và lòng tự ái, khách hàng sẽ không thích điều đó, đúng không ạ? Không ai thích điều đó khi nó không phải là như vậy. Còn nếu thật sự người đó vĩ đại thật thì chúng ta phải nêu lên, đúng không ạ? 2, là bắt đầu với những chi tiết, ví dụ như bộ quần áo anh đang mặc thật đẹp, nhất là hai bên vai áo rất thẳng, nhìn rất vừa mặt. Đó là những chi tiết rất thực tế, và khi chúng ta nêu lên thì khách hàng sẽ cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? 3, là phải chú ý đến hoàn cảnh lúc đó. Lúc đó thời tiết rất nóng. Nếu lúc đó thời tiết rất nóng mà khách hàng này mặc quá nhiều quần áo, cảm thấy nóng nực, bạn không thể nói với họ: ôi, bộ quần áo của cô thật là đẹp. Câu nói này vốn rất là thiện ý, đúng không ạ? Nhưng khách hàng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Vì sao? Hoàn cảnh lúc đó thì trời nóng, mặc nhiều quần áo
và ra mồ hôi nhiều, nhưng chúng ta lại dùng cái lời khen ngợi là họ mặc quần áo rất là đẹp, và chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy không vui vì nó không thực tế, không thực tế. Vì vậy, để khen ngợi khách hàng, quý vị có thể lưu ý đó là phải phù hợp với hoàn cảnh, phải dựa vào thực tế, phải nhìn vào tận mắt những gì xung quanh tại điểm đó để đưa ra lời khen ngợi có tính chân thực và đảm bảo rằng đó là điều mà xứng đáng khách hàng nhận được, đúng không ạ? Vâng, đó là nghệ thuật khen ngợi khách hàng một cách chân thành và thẳng thắn. Và để một người bán hàng thật sự xuất sắc, ngày một doanh số ngày một tăng hơn, thì tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều không ngừng nghỉ để học tập và rèn luyện kỹ năng bán hàng. Đó là kỹ năng ngoại giao trong bán hàng. Và tiếp theo, xin gửi tới quý vị thêm một bí quyết, đó là bí quyết đưa ra lời hứa hoặc sự đảm bảo cho khách hàng. Vậy bí quyết đưa ra lời hứa hoặc sự đảm bảo cho khách hàng là gì? Điều này có quan trọng hay không? Đầu tiên là hãy loại bỏ yếu tố rủi ro về tình cảm hay tâm lý tài chính của khách hàng sau khi mua hàng. Phương pháp tốt nhất là phải đưa ra sự đảm bảo cho khách hàng. Việc bạn phải làm là phải chấp nhận tất cả những rủi ro giữa bạn và khách hàng. Nếu bạn đã đưa ra lời hứa hoặc sự đảm bảo với khách hàng nhưng bạn lại không thực hiện thì bạn phải xử lý thế nào? Đúng không ạ? Sau đây tôi xin phép gửi tới quý vị những cách giải quyết khi mà đưa ra lời hứa mà không thực hiện được. Một, bồi thường những điểm mà khách hàng không vừa ý. Hai, nếu khách hàng yêu cầu được hoàn lại tiền, bạn nên vận dụng những phương pháp bồi thường, thậm chí là hoàn tiền gấp đôi. Chúng ta phải dũng cảm và phải chấp nhận sự thiệt hại. Nhưng đó cũng là nền tảng để chúng ta phát triển bền vững và lâu dài với từng khách hàng. Từng có một nhà sản xuất khi xuất bản, ông đã không những áp dụng phương pháp hoàn lại tiền cho khách hàng mà còn thay khách hàng đặt hàng của đối thủ cạnh tranh. Khi khách hàng cuối cùng thì cũng chấp nhận sự phục vụ với phẩm chất hay thái độ hơn cả mong đợi từ bạn, thì cả bạn và khách hàng đều là những người chiến thắng. Tôi lấy ví dụ, một chủ tiệm ngọc mắt mèo đã đưa ra sự đảm bảo cho khách hàng như sau: bất kỳ khách hàng nào mua ngọc tại cửa hàng, cho dù họ mang đi đâu, kể cả mang cho bạn bè, nếu bạn không vừa ý hoặc họ đổi ý, chỉ cần thời gian không quá 1 năm, cửa hàng sẽ nhận lại hàng và hoàn lại tiền cho khách hàng. Đây là sự đảm bảo mà từ trước đến nay chưa một cửa hàng ngọc nào dám đưa ra cho khách hàng. Kết quả là cửa hàng ngọc đó đã giành được thắng lợi lớn. Còn một ví dụ khác kinh ngạc hơn. Có một nhà sản xuất kẹo nổi tiếng. Trên giỏ kẹo của ông ta có in dòng chữ đảm bảo vừa ý. Nếu bạn không vừa ý, chỉ cần bạn mang chiếc kẹo này chưa ăn hết đó,
cùng mảnh giấy ghi rõ lý do bạn không hài lòng gửi đến công ty, thì bạn sẽ được hoàn lại tiền. Nếu bạn vẫn không vừa ý, họ sẽ lại gửi cho bạn một chiếc kẹo khác, đến khi bạn nói rõ rằng bạn không yêu cầu nữa. Điều này làm tăng sự tin cậy đối với khách hàng và duy trì được sự trung thành gắn kết giữa khách hàng với sản phẩm của công ty, đúng không ạ? Một ví dụ tiếp theo, còn có một công ty sản xuất mỹ phẩm, họ hứa với khách hàng rằng nếu như quý khách sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, nếu trong vòng 90 ngày mà quý khách không thấy mình trẻ hơn, đẹp hơn, da mịn màng hơn, căng hơn, thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho quý khách vô điều kiện. Nếu trong thời gian 90 ngày quý khách sử dụng sản phẩm của chúng tôi mà quý khách cảm thấy không hài lòng, thì chúng tôi không xứng đáng để nhận tiền của quý khách. Quý khách có quyền đưa ra yêu cầu mà không cần quy định bất kể thời gian nào. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý khách mà chúng tôi không cần phải thắc mắc bất kể một cái điều gì. Quý khách cũng cần phải cảm thấy áy náy về việc đó. Đó là lời đảm bảo mạnh mẽ và cái điều kiện cho cái sự đảm bảo chắc chắn này là sản phẩm chắc chắn và có chất lượng. Trên thực tế, sản phẩm mỹ phẩm của công ty này sản xuất do có chất lượng rất tốt. Trước khi đưa ra lời hứa đó, họ đã tiến hành làm tất cả những thí nghiệm cần thiết để chứng minh rằng sản phẩm của họ quả thực là rất có hiệu quả. Nếu sản phẩm của bạn hay dịch vụ của bạn có chất lượng tốt, thì khách hàng tất sẽ theo đó mà có những phản ứng tốt đối với sản phẩm dịch vụ của bạn. Thời gian đảm bảo càng lâu, càng dài, thì giá trị của sự kỳ vọng mà bạn trao cho khách hàng, tạo cho khách hàng, thì họ càng tin tưởng hơn. Và từ đó thì khách hàng càng nhiều hơn. Tuy nhiên, cái sự đảm bảo của bạn phải xuất phát từ sự chân thành, phải toàn tâm, toàn ý đối với quyền lợi của khách hàng. Và nếu như mà sản phẩm không tốt ấy, thì chắc chắn là cái hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. Vì vậy, với cái điều kiện này thì với công ty hoặc là nhà sản xuất đều chắc chắn rằng sản phẩm của họ đã thử nghiệm mà và rất tốt rồi, cho nên họ để đưa ra những cam kết mà rất là chắc chắn như vậy, chứ không là cái hậu quả mà phải đi đền bù là rất là lớn. Trong khi đó thì sản phẩm thì không biết là tốt đến mức như thế nào hoặc là không tốt, đúng không ạ? Vì vậy, để bán hàng thành công cần rất nhiều, đúng không ạ? Cần rất nhiều yếu tố để thành công. Và cái phần tiếp theo xin được chia sẻ với quý vị đó là chất lượng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chất lượng là từ đâu mà đến? Chất lượng có quan trọng không? Và chất lượng có quyết định liên quan đến thành công hay không? Và quan trọng hơn nữa là chất lượng là do ai đánh giá? Và phần 6 đó là chất lượng do khách hàng đánh giá. Tại sao phải do khách hàng đánh giá mà không phải do nhà sản xuất hay những quy định hiện hành, quy định về chất lượng sản phẩm? Cho dù bạn làm việc gì, bạn cũng phải coi trọng chất lượng. Đó chính là thước đo thành công của bạn và phẩm chất của bạn. Việc gì cũng đòi hỏi phải có phẩm chất. Nhiệm vụ của bạn là phải nắm chắc được giá trị quan trọng đó. Thứ nhất là phẩm chất. Định nghĩa chính xác nhất, đơn giản nhất chính là làm cho khách hàng vừa ý. Chất lượng do mình đánh giá
có nghĩa là chất lượng do các nhà cung cấp sản phẩm hoặc nhà sản xuất đưa ra. Hàm ý chỉ có lợi cho nội bộ, chứ không mang lại sự chính xác, chuẩn xác đối với thị trường. Nếu chất lượng do khách hàng đánh giá, thì định nghĩa về chất lượng sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi về sự kỳ vọng của khách hàng hay sự thay đổi của bản thân khách hàng. Và có người đã đưa ra định nghĩa một cách đầy đủ về chất lượng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thực sự cần thiết, phù hợp về đẳng cấp, thống nhất, đáng tin cậy, giá cả hợp lý. Câu nói này xem ra không phải là không có lý. Tuy nhiên, nếu cân nhắc từng câu từng chữ, thì bạn sẽ phát hiện ra cái tiêu chuẩn về chất lượng này vẫn chỉ là cách nói mà các nhà sản xuất được cho là đương nhiên. Các tiêu chuẩn chất lượng, do đó, nhà sản xuất quy định sẽ đem đến một số những cái tác hại. Một là bất chấp thực tế khách quan, làm theo chủ quan của mình đó. Hai là dậm chân tại chỗ. Tôi cho rằng chỉ cần hai tác hại trên đã đủ để đưa doanh nghiệp đến bờ vực của sự suy tàn. Vì quản lý chất lượng toàn bộ là một, toàn bộ một quá trình quán triệt sinh mệnh của một doanh nghiệp. Đây luôn luôn là quá trình quan trọng, không thể chỉ quản lý trong một chốc một lát. Và trong một cái cuộc cạnh tranh về dịch vụ, về giá cả giữa các doanh nghiệp, cái không bao giờ có thể thay thế được chính là chất lượng của sản phẩm. Và chất lượng do nhà sản xuất tạo ra, chứ không phải là do quá trình kiểm tra mà có. Và chỉ cần có cái quan niệm nghiêm túc về chất lượng thì có thể tạo ra chất lượng bậc nhất. Trên thế giới này, bất cứ một cái sản phẩm cao cấp cũng phải trải qua một quá trình cải tiến không ngừng. Quá trình cải tiến này nhất định không thể thiếu sự tham dự của khách hàng. Chất lượng tốt hay không là do khách hàng đánh giá. Có như thế mới thực sự nâng cao được chất lượng của sản phẩm và nâng cao được sự hài lòng của khách hàng. Một cái ví dụ mà gửi tới quý vị, một công ty sản xuất thảm của Mỹ luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm và cái chất lượng phục vụ. Trước khi xuất hàng gửi đến cho khách hàng, họ đều kiểm tra tính ổn định, sự phân bố phân tử, lượng tử, tỷ lệ phần trăm, phản ứng nguyên tố đơn thể, độ dẻo của sản phẩm. Đồng thời họ còn đảm bảo với khách hàng sản phẩm mà quý khách nhận được là sản phẩm tốt nhất của công ty chúng tôi đó. Tuy nhiên, điều không ngờ là một khách hàng cho đã trả lại hàng và nói rằng sản phẩm của công ty không qua được cuộc thử nghiệm của chúng tôi. Cái gọi là cuộc thử nghiệm của tôi ấy là chính là đặt một số cái vật nặng lên một chiếc ghế văn phòng có bánh xe ấy, là sau đó quay 10.000 vòng trên bề mặt của chiếc thảm được thử nghiệm. Nếu như những sợi lông của tấm thảm hoàn toàn tách khỏi phần nhựa thì có nghĩa là tấm thảm không đạt chất lượng. Sau đó, công ty sản xuất thảm của Mỹ này đã dựa trên yêu cầu và phương pháp kiểm tra của khách hàng này và đã cung cấp lại cho khách hàng một sản phẩm có thể chịu đựng được lên 80.000 vòng quay. Sau sự việc đó, công ty sản xuất thảm của Mỹ đã gửi một bức thư dài 8 trang để cảm ơn khách hàng đó. Chính yêu cầu khắt khe và thiện ý của các ông đã khiến cho sản phẩm của chúng tôi có thêm được sức cạnh tranh trên thị trường. Xin cảm ơn các ông. Vì vậy, đại đa số khách hàng đều rất dễ để có thể làm họ vừa lòng. Họ chỉ cần chúng ta thực hiện những lời hứa mà chúng ta đã hứa với họ. Phương pháp để nâng cao chất lượng ở đây là gì? Để làm sao là đáp ứng lời hứa với khách hàng, chúng ta phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Một, sản phẩm sản xuất phải có tiêu chuẩn tương đối với tiêu chuẩn quốc tế. 2.
người chủ công ty phải trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý về chất lượng. 3 là quá trình sản xuất phải có hệ thống. 4 là chú trọng đến các chi tiết. 5 là luôn luôn phải hoài nghi các khâu sản xuất để có quá trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong khâu sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, đối với phần chất lượng gần như là quyết định liên quan đến doanh thu. Và đó cũng là cái nguyên nhân chúng ta đầu tư vào nhà máy sản xuất. Đó cũng là lý do để chúng ta đến với kinh doanh. Đó là tạo ra một sản phẩm chất lượng. Và tạo ra một sản phẩm chất lượng thì cơ hội thành công trên thị trường sẽ cao hơn rất nhiều so với sản phẩm không tốt. Và với một người bán hàng, khi có trong tay một sản phẩm có chất lượng thì sẽ có trong tay một khẩu súng, một viên đạn cực kỳ là yên tâm để chúng ta mang đi tiếp thị, đúng không? Chứ nếu không, một sản phẩm không có chất lượng thì nói chung là một mặt là tích cực tiếp thị, đúng không ạ? Tích cực tuyên truyền, tích cực marketing truyền thông, nhưng thật sự là trong thâm tâm thì vẫn còn lo lắng, vẫn hoài nghi về sản phẩm và lo sợ là chưa bán được thì lại không có doanh thu, nhưng lo sợ bán được rồi thì lại sợ sản phẩm không tốt, rồi bị khách hàng sao ạ? Chửi, bị khách hàng bắt đền, bị khách hàng trả lại hàng. Đó là những trải nghiệm rất tồi tệ trong bán hàng. Vì vậy, chỉ cần chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì phần còn lại trong việc bán hàng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Và vâng, thưa quý vị, trong nghệ thuật hùng biện, đàm phán và thuyết trình trong bán hàng đỉnh cao sẽ còn rất dài. Và hôm nay Đại Thành xin trân trọng gửi tới tất cả quý vị những ý chính trong cái phần này để giúp cho mọi người có thêm những kiến thức, có thêm những cái sự tham khảo bổ sung vào trong cái việc nghệ thuật bán hàng của chúng ta. Và cái điều mục đích cuối cùng đó là tạo ra doanh thu, doanh số tăng trưởng mạnh mẽ và đem tới thành công cho từng người, cho mỗi cá nhân. Một cá nhân bán hàng tốt thì tất nhiên sẽ đóng góp cho doanh nghiệp, và đấy cũng là đóng góp cho sự nghiệp thành công của chúng ta. Chỉ cần bán hàng thật tốt, mang sản phẩm đến với người tiêu dùng thì cơ hội để thành công trong kinh doanh là có. Vì vậy, trong mỗi chúng ta đều phải có kiến thức, đều phải cố gắng, đều phải quyết tâm để làm nghề một khi đã chọn nghề, đúng không? Và sau đây thì xin được kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và chúc cho quý vị đạt được ước mơ trở thành một nhân viên bán hàng xuất sắc, trở thành một người lãnh đạo và trở thành một ông vua bán hàng trong kinh doanh, trong sản phẩm mình đang kinh doanh. Xin kính chào và tạm biệt.